Xin chào các bạn. Tiếp tục video hôm nay mình sẽ gia công bánh răng hay còn gọi là nhông. Nhông này theo mình được biết là nằm ở trong hộp số. Về phần phôi này là thép C45, mình tận dụng lại từ trục khác bị gãy, và ở trên bề mặt có một số vết cắt oxy và hàn. Về những điểm hàn và vết cắt oxy trên bề mặt thép sẽ làm cho nó rất cứng, nên mình sẽ mài những chỗ đó đi rồi mới tiện. Mình sẽ cần phải tiện xuống khá nhiều, từ khoảng 140mm xuống 120mm. Về những điểm hàn và vết cắt oxy trên bề mặt thép sẽ làm cho nó rất cứng. Khi chúng ta tiện rất hại dao, nên mình sẽ mài những chỗ đó đi rồi mới tiện.
Ok, tiếp đến là mình sẽ tạo răng của lỗ bánh răng. Các bạn nhớ là lúc nào cũng phải căn chỉnh độ đồng tâm thì răng mới đều nhau được. Ở đây mình vẫn sẽ dùng thép gió loại HSS như mọi khi. Mình đã mài vuông 6mm theo kích thước của răng. Số răng là 8 nên chỉ cần quay 5 vòng trên đĩa bất kỳ là sẽ ra được 8 điểm đều nhau. Tiếp đến là mình sẽ tạo răng ngoài cho bánh răng. Sau khi tạo ren ngoài xong, mình sẽ tiện một đường tâm nhỏ để khoan lỗ. Lần này mình sẽ khoan 17 lỗ đều nhau. Các bạn thử tính xem mình chia được bao nhiêu vòng, quay thêm bao nhiêu lỗ ở trên vòng đĩa nào nhé. Hãy trả lời ở dưới phần bình luận.
Sau khi khoan xong mình sẽ tiện bỏ đi một nửa lỗ để tạo thành một vòng răng. Đây là lần đầu tiên mình thấy vòng răng như thế này. Mình cũng đang thắc mắc là nó có nhiệm vụ gì. Chắc là các bạn học công nghệ ô tô sẽ biết. Ok, như vậy là mình đã gia công bánh răng xong. Đương nhiên là nhông này phải cần mang đi xử lý nhiệt mới có thể sử dụng được. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình. Nếu có góp ý và thắc mắc thì hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.